Thôi bây giờ em sẽ nói về ví dụ như là một trong những cái người mà người ta cho mọi người cũng rất là nhiều cái động lực để mà rất là nhiều bà con luôn. Có nghĩa là nếu mà các anh chị nào là bà con hoặc là nuôi trồng các thứ ấy, thì mọi người đều xem cái kênh Bạn Của Nhà Nông mọi người, đúng không? Nhưng mà có một cái lưu ý nhá, nghe người ta ấy, thì thành công thì ít nhưng mà thất bại thì nhiều. Đấy, ví dụ này mọi người thấy không? Ở đây chắc là cũng nhiều bà con nuôi lợn, nuôi gà hoặc là trồng trọt, nhưng mà nhá, cái người kiếm được tiền từ con lợn, con gà rất ít đúng không? Mà cái người thất bại từ con lợn, con gà ấy, lúc nào nó nhiều hơn cái con số thành công ít nhất là phải 10 lần, đúng không? Đấy. Thực ra là cái câu chuyện vui này là về khi mà em đã cảm nhận, em thú thực với mọi người là trước là em học ở nông nghiệp ra và có một thời gian về làm về giai đoạn đầu thì làm về cái trồng, sau là làm về phân bón, như là sau chuyển sang nuôi ấy, đấy, chăn nuôi ấy, thì mọi người ấy, có nghĩa thì lên đúng là rất là hoành tráng mọi người, giống như cái câu chuyện là về làm giàu ấy mọi người nhé. Đấy, dạy làm giàu ấy thì nó chỉ là được một phần là một bề nổi thôi, đến khi mà các anh chị mà bước vào đấy rồi nhúng chân vào rồi làm trực tiếp thì mọi người mới ngỡ ra là nó còn rất là cái phần chìm của nó rất là nhiều luôn mọi người ạ. Đấy. Mày nói luôn kiểu ví dụ như là phân bón cái thứ là do người ta đứng lên là người ta ăn cổ phần hay gì nhỉ? Thực ra là có một số anh chị trước em làm ấy thì là những cái phần về cái làm về cái chương trình này họ đều bỏ tiền ra mọi người nhá. Thực ra là dựa theo cái nguồn PR của các công ty ấy, thì nó chưa được kiểm nghiệm rõ ràng đâu. Đấy, thì khi mà vào làm rồi áp dụng rồi làm theo đúng như lời ông nói thì cái tỷ lệ mà có nghe tỷ lệ thắng ấy thì rất là thấp và thất bại thì rất là nhiều. Đấy là một câu chuyện vui cho mọi người đấy. Mọi người không hiểu. Kiểu thầy đúng là cãi giả thầy. Tức là này. Một cái công ty về phân bón đúng không? Người ta lại thuê ông ấy quảng cáo cho cái hãng phân bón đấy đúng không? Đúng rồi. Đấy thì là bà con nông dân thì kiểu yêu thích người ta đúng không? Thì là sẽ tin dùng ấy. Nghe ông ấy ví dụ như là cây này nó bị sâu đục thân này, hay là bị cái bệnh gì đó ấy, thì lên dùng cái hãng phân này hoặc là lên dùng cái loại thuốc trừ sâu này để sử dụng đối với cái vườn cây nhà mình đúng không? Hoặc là nuôi lợn nuôi liếc ấy thì cái hãng cám đấy ấy, nó sẽ nhờ người ta đứng lên kiểu là quảng cáo PR cho cái hãng cám đấy là nuôi một cái đàn lợn mà đẹp như thế này này là phải nhờ ăn cái cám này cám kia đúng không? Đấy, chứ còn người ta gọi là tiến sĩ giấy mà người ta chưa thực hành, người ta chưa làm bao giờ thì người ta cứ bán được nhiều thì người ta được nhiều, người ta có cổ phần hoặc là có cái trong cái quảng cáo đó người ta được tiền đúng không? Thế nên là ví dụ như mình nghe thì mình chỉ biết được cái bề nổi thôi đúng không? Còn cái phần chìm bề đằng sau nữa đúng không? Làm sao mà mình biết được? Rồi. Thế nên là rất là nhiều người nghe thì là làm theo thì là thành công thì ít thì thất bại thì nhiều đúng không? Đấy, người ta gọi là chỉ nói thế thôi nhưng mà tất cả ấy là đều là tiền chứ không phải là kiểu là người ta yêu quý mọi người hay người ta như thế nào đâu mà người ta chia sẻ cả đúng không? Một cái câu chuyện tiếp theo nhá, có một con Thanh ngày xưa làm chỗ em đây, nó kể nhá, là ông đấy ấy, là rất là nhiều người ghét luôn, khi mà đã tiếp xúc rồi ấy, với cả va chạm rồi thì rất nhiều người ghét, bởi vì sao? Nghe người ta xong toàn thất bại, nghe người ta tư vấn là cách nuôi thủy hải sản nọ kia là thôi thất bại, có rất là mọi người biết nhá, để mà làm một cái thủy hải sản thứ nuôi tôm nuôi tiếc nhá, nhiều người gọi là vỡ lợ luôn, bỏ rất là nhiều tiền nhé mọi người nhé, cái nguồn vốn bỏ ra rất là kinh khủng luôn. Ai nuôi chăn nuôi rồi thì mới biết là tất cả thứ lý thuyết thì nó là vô cùng lắm đấy, cứ phải thực tế mới biết được là nó quá nhiều cái rủi ro luôn đúng không? Nên là bọn em thế, không bao giờ bọn em là cái trại, bọn em cứ bảo là thôi đằng nào thì anh mất công anh nuôi, anh nuôi một 20 thể con 30 con đi em cấp con giống cho đúng không? Mình thì kiếm mớ để ý chó nhá, để ý chó cô ơi, cô để ý con chó hộ cháu trẻ con kìa. Đấy thế nào, không bao giờ bọn em bảo là anh cứ mua 5 con đi nuôi một thể đúng không, anh nuôi 10 con đi nuôi một thể, không bao giờ bọn em làm kiểu vậy đúng không? Đấy em bảo rồi, các anh muốn nuôi thành công ấy cứ nuôi 2-3 con đã, anh cứ nuôi được 2-3 con đấy đã, xong là có kinh nghiệm đó, rồi bắt đầu mình cứ nhân dần lên những cái mô hình đấy. Bọn em làm rất là lâu năm rồi thì bọn em biết rồi, cứ ai làm như thế thì thắng thôi, còn ai mà chưa có kinh nghiệm nuôi bao giờ một ủm một phát mua chục con về hoặc 15-20 con về nuôi nha, đa số là thất bại mà bán hết đi là chuồng nhá, làm xong có khi mai cân đồng lát luôn đấy, rồi là
nhất là những cái người mà mua con chó to về để mà đẻ ấy, thì ôi ôi mất việc cực kỳ luôn. Nó đang đẻ tốt không ai người ta bán mọi người nhé. Sao mọi người cứ nghĩ là thì thôi bắt luôn về để tháng trước tháng sau là lại lấy giống được các thứ đúng không? Như này con chó hay con lợn hay con gà hay bất cứ con gì mọi người nhé, nó có một dân gian mình có gọi là nó quen dạ ấy. Nó đã sẩy lần đầu rồi, lần hai nó lại cái khả năng nó rất là sẩy rất là cao. Hoặc nó đã bị đẻ non rồi là lần sau kiểu gì nó cũng đẻ non. Đấy, con chó nó quen dạ nhá. Càng những con chó nhìn càng đẹp thì cái nó lại càng hay. Đấy, thế bởi vì sao? Những cái con chó mà nó sinh sản nó đẻ tốt nhá, nhiều khi là một nhìn nó rất là sồ sề này. Thứ hai khi mà nó đẻ xong nó nuôi con nhìn nó cứ nhẳng nheo Teo tóp luôn. Mọi người nhìn không thích mắt đâu. Mọi người đấy. Nhìn rất là ngứa mắt luôn, đúng không? Nhưng mà nhá, những cái con mà nó không đẻ được ấy thì nhìn lúc nào nó cũng bóng bẩy mượt mà cực luôn. Riêng chó hay con gì cũng thế luôn, đúng không? Con gà cũng thế nhá. Nếu con gà mái mọi người cũng công nhận là nếu con gà mái mà con nào mà đầu nó hay bị rụng lông đi ấy, là những con đấy nó nuôi con tốt cực kỳ luôn. Đúng không? Có những con nào trông nó như gà mái ghẹ kiểu đầu nó cứ bị rụng rụng hết lông đi, nó hay đạp mái nhiều ấy. Đấy. Là con đấy nuôi con tốt cực, còn những cái con nào mà nhìn nó cứ đẹp mã nhá, không bao giờ biết nuôi con luôn. Chó lại như thế. Nhìn cái con nào mà nó cứ kiểu lòng khòng lèo khèo tí chẳng hạn, hoặc là những con nó đẻ xong nó rất là sồ sề bệ phệ ra, hoặc là tính nó rất là nhu mì thứ ấy, thì lại đẻ tốt. Còn những con nhìn nó đẹp ơi đẹp, dáng riết eo thon ngực xa dạ thắt cái thứ, nhìn đẫy đà thứ to đùng, thì lại thường thường là những con đẻ rất là kém mọi người nhé. Thế nên đúng là cái truyền thống của mình ấy, đầu tiên khi mà chọn cũng phải thích mắt trước, phải ưng mắt trước đấy, phải lọt mắt trước đấy. Như là ở đây chó đấy, thế con này là con của con Calo này, con này con của con Fai này, con này con của con Ecotech này, con kia con của con Ecodo này, con kia con của con Rách này. Thì mọi người nhìn thấy như là cứ con nào to mọi người thấy đẹp đúng không? Thế là ví dụ như cái người ta chơi phả thứ chẳng hạn, và người ta chơi thần kinh ấy, thì không ai người ta chơi cái dòng con Lobo này, hoặc là người ta chơi cái dòng con Mexico với con Rách nhủng này, vì nó là chó to và chó chơi để đẹp. Còn ví dụ như là những người ta chơi huấn luyện chẳng hạn ấy, người ta chỉ thích những cái dòng vàng sạch thôi. Người ta nào nuôi con chó khôn để bảo vệ thứ, người ta phải chơi cái dòng xét. Đấy. Chứ không ai người ta chơi cái dòng Mexico cả. Nhưng mà có những anh với chị mà chỉ chơi theo kiểu là để vui thôi, để trong nhà như người bạn thôi, với cả tính nó hiền nền tính tí, người ta chỉ thích Mexico thôi. Chút nuôi bạn kia mà không cho nó chơi chạy nhảy được thì nó lại sủa rất là nhiều. Nên là cái câu chuyện cuối năm em chia sẻ tới mọi người cái câu chuyện vui đấy mọi người ạ. Tiến sĩ hay giáo sư đi chăng nữa ấy, càng nổi tiếng ấy mà mọi người càng nghe theo thì mọi người cái tỷ lệ mà mọi người thất bại nó càng lớn. Không phải cái gì đến từ đài truyền hình cũng là tốt đâu, hoặc là không phải cái gì mà nó cứ phải báo lọ báo kia nhiều ấy là tốt đâu. Thực tế là tất cả đều chỉ là một trò lừa bịp, đúng không? Đấy, cũng như bây giờ bọn em bán chó lại thế nhá, cũng một cái phản hệ đấy nhá. Bên kia người ta em đang bán 6 triệu mà, bên kia người ta bán 10 triệu hay 15 triệu, người ta cứ nói thổi lọ thổi kia lên. Nhưng mà em nói mọi người nó cũng chỉ là một con chó thôi. Thứ hai em nói mọi người là đến bây giờ em cầm 12 con được nhập rồi, nó ít nhiều em nói luôn, em đã cầm 12 được nhập cả cái miền Nam luôn, cộng hết lại chưa chắc đã được 12 con được nhập, đúng không? Ở miền Bắc này 12 con bây giờ nó cũng là nhiều, chắc là cũng không ai nhiều hơn em được thật sự luôn, không phải là khoe gì đâu. Nhưng mà ý em muốn nói mọi người là đấy, cũng tất cả nguồn gen nhập đấy nó cũng chỉ đến thế thôi. Đấy, Ipo lọ Ipo kia cũng có hết rồi, BH giải lọ giải kia có hết rồi. Chẳng qua là người ta cứ nói nó hay để người ta bán cao thì nó tự dưng nó thành cao thôi. Chứ còn phả hệ thì nó cũng chỉ đến thế thôi. Được, nếu bọn em nhập như thế thì cũng được nhập hết rồi. Nào. Đấy, bọn Mexico, bọn Lobo thứ này, Mexico thì 3 nhập, còn đỏ đen 9 con nhập. Nó cũng chỉ đến thế thôi, còn mọi người cứ tin chắc một điều, nhưng người ta cứ thổi lọ thổi kia thì nó cũng chỉ đến thế, không bao giờ nó hơn được đâu. Nhưng mà người ta cứ nói thì nhiều khi mọi người cứ nghe theo thì gọi là sướng cái lỗ tai, mọi người mua thì mọi người ấy những cái trả những cái giá đắt thôi, hoặc là bọn em hoặc là mua giá rẻ, thế rẻ quá 2-3 triệu thì thực sự không bao giờ có những con chó hay để mọi người chơi. Xong là mọi người chơi hôm nay chán thì mọi người lại bán đi, thế cuối cùng là cuộc chơi cứ lòng vào vòng mà mãi chưa tuyển được một cái người bạn ưng ý mình ấy. Nếu mà ai ấy có cái niềm đam mê thực sự ấy thì lúc nào chơi trong đầu người ta muốn là con chó này người ta muốn nâng cấp lên, ví dụ như là
người ta thấy con này hay, người ta muốn chơi con hay hơn kiểu người ta trong cái câu khâu chọn con giống người ta rất là cẩn thận luôn, người ta chọn con nào ưng ý người ta chơi chứ không ai người ta chơi theo kiểu là hôm nay đang có ít tiền 2 triệu mua con 2 triệu chơi, mai có 3 triệu mua con 3 triệu chơi, mua con 4 triệu chơi như ông nọ. Thì bọn em bảo không bao giờ anh chị có thể chơi những con đấy, chơi như thế thì mà cứ bảo là bố nội mấy cả các thứ trong nước hay, thế thì ai ta nhập cho nhập về làm gì, đúng không? Chả ai người ta nhập cho nhập về làm được, chỉ chơi luôn trong nước này là tốt rồi. Còn không ai có thể, ví dụ em đã nói rất là nhiều rồi, không ai giải thích được. Ví dụ nhá, cũng một con chó nhập cùng một phả bố mẹ đều hay đi chăng nữa nhá, nó đẻ ở bên nước ngoài ấy thì cái con chó đấy ấy, nó rất là tốt. Thế nhưng cũng hai con chó đấy nếu mà nhập về Việt Nam nhá, nó đẻ tại Việt Nam ấy, cũng hai con bố mẹ xịn đấy nhá, mà về mua một con đực ở về Việt Nam, mua một con cái về Việt Nam, thế xong là cho đẻ ở Việt Nam ấy, nó cũng không thể hay được. Đấy em khẳng định luôn, nó đẻ ở nước ngoài và đẻ ở Việt Nam nó đã khác nhau rồi, vì ngay từ bé những cái môi trường ấy nó đã khác. Thứ hai là bên nước ngoài người ta cho phối nó không tràn lan như Việt Nam đâu. Bản thân bọn em thế, bình thường nước ngoài người ta phải 1 năm hoặc là 18 tháng thứ 10 ta mới cho phối, à quên, người ta mới cho đẻ một lần nữa tiếp theo, tức là đẻ lần đầu xong phải đến 1 năm rưỡi sau người ta mới cho đẻ lần tiếp theo hả, hoặc là 2 năm người ta mới cho đẻ một lứa tiếp theo. Nhưng ở Việt Nam mình thì 1 năm đẻ 2 lứa luôn. Bọn em thì cũng thế thôi đấy. Khách hàng thực ra thì khách hàng bây giờ bọn em cũng thế, thực ra thì ai có nhu cầu thì mình vẫn phải làm thế thôi. Nhưng mà mình biết chắc một điều là cái con giống nó không thể tốt được như nước ngoài đâu mọi người nhé, vì là 1 năm nó đẻ 2 lứa thì nó đẻ quá nhiều, thì làm sao mà con giống nó tốt được. Cũng như kiểu là người mình thế, ai mà đẻ quá nhiều thì làm sao mà tốt được, người đẻ ít được, đúng không? Nên là cái chó nội lúc nào nó thua xa cái chó nhập ở cái vấn đề đấy, nó không thể tốt được mà không ai giải thích được. Ok. Câu chuyện bạn của nhà lông mọi người thấy thành công ít thất bại thì nhiều lên ạ. Trong cái quá trình chăn nuôi là một, hoặc là nuôi hay con gì thế thôi, không phải cái riêng cái giống chó này, mà mọi người đừng có mà tin quá những cái thứ ảo tưởng, nghe kiểu nghe người ta làm mà làm theo không tốt đâu, khó lắm. Như kiểu năm nay mọi người thấy không, bưởi cái thứ ngày xưa ui rầm rộ mấy chục nghìn quả đúng không, bây giờ mọi người ra chợ mọi người thấy không, ai cũng làm theo phát, thế là bưởi giờ 5.000 một quả còn không ai mua đấy, ví dụ thế. Nó nhiều người làm quá không ổn. Và thực ra cái chó này mà mọi người nuôi sinh sản mọi người vẫn có cái cửa kiếm, bởi vì em biết là nuôi một cái trại chó nó không như trại lợn, không phải ai làm được. Trại lợn cả nước mình rất là nhiều người làm, nhưng trại chó này cũng không có nhiều người làm. Tuy nhiên cái lượng bán thịt lợn lúc nào nó cũng hơn chó, nhưng mà nói chung là cái chó này mà biết nuôi ấy, biết chăm sóc ấy, em thấy là vẫn rất là ra tiền. Nguyên cái khâu mà mọi người chịu khó như bọn em đi ra chợ nhặt đồ ăn cái thứ kiểu là gan phèo phổi linh tinh về cho nó ăn thôi, mọi người đã kiếm hơn rất là nhiều so với cái việc là cứ đi nhập. Ra đâm vào phát đã okay. Tiết kiệm là đã có tiền rồi, đi. Video cũng đã dài rồi thì chia sẻ với mọi người câu chuyện vui dịp cuối năm thôi. Và đây là em sẽ kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ.